trăm á, mấy trăm là nó mua với quý. Cái này là mấy năm đầu rồi, mấy năm đầu có. Nguyện thì là chúng tôi lại cũng được gặp ông bà ông chủ nữa, lại được gặp nhau với cứ được kiểu là bỏ nhà ra đi. Chào này có xe mặt nữa thì cả đó có xe ăn này cũng dùng biết nhưng mà đúng không là anh gì em anh bà hỏi thì có lúc đó lẻ không biết cha ở nhà thấy con đến nhà rồi nhớ nhớ nhà nó cũng là nhà nó như là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đâu có được chưa? Làm cái bia chứ. Chạy qua đây làm cho có cầm cái chạy ra. Âm sáu thì tôi là nhốt hết vào trong nhà thờ, rồi nhốt hết vào trong nhà thờ mở một cái cửa nhỏ thôi, cứ vậy anh nào ra rồi là xong cái này. Anh Hải đứng lên để cho bà con nhận diện. Anh Hải xin giới thiệu đây là anh Hải. Ở bên kia là quay cha cụ cha bác, còn nhà bên này là quay băng băng lộn xộn. Anh nào mà nói băng làm tổng ngồi xuống ly đấy rồi băng lộn xộn. Không, bây giờ mình nhờ anh em mình nâng ly một cái để mời anh em hải ngoại hả? Hải ngoại bên Mỹ. Bây giờ tôi cũng xin được phép mời anh em tất cả mọi người nâng ly một cái. Cái đó gọi là cổ vũ cái. Xong cái đó thì tính chuyện cho thăm. Uống xong thì tính chuyện cho thăm. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Anh em mình chúc thành chính của Cùng Bắc ở bên hải ngoại này. Hôm nay là mình đang ngồi nhậu ở nhà ông Cùng Bố và tất cả có đầy đủ là anh chị Cùng Bắc vắng mặt phải không? Vâng. Cùng nhau để nâng ly chúc mừng anh chị Cùng Bắc. Sức khỏe của Cùng Bắc vào được không? Cảm nhận được cái đó á. Giờ ông về chút sau. Mà thế nào ông về? Uống rồi tiểu ăn đó. Ông về ông dòm thấy xa luôn. Về chút cá rồi. Ông Trung Bắc ở bên đó cứ này ngó đi. Bên đó đang yêu cầu là Trung Bắc có là nó mua nhiệt chiều này, cái này nhiệt chiều này chuẩn bị qua đó. Nó nói cái kể một vài câu chuyện mới đang yêu cầu. Đang chuẩn bị, các anh đừng có ủng hộ.